Trung Quốc thập niên 90, làn sóng đóng cửa các quốc xí khiến không ít gia đình tan nát, trong đó có cả gia đình dư tội. Mẹ hắn bỏ đi khi hắn vẫn còn ẩm ngửa, dư tội được người cha đặt lên xe bán hoa quả kéo đi khắp nơi kiếm sống. Từ nhỏ dư tội đã tiếp xúc đủ thủ đoạn đường phố, thiếu thốn tình cảm từ mẹ, thêm kiểu giáo dục đòn roi từ cha. Dư tội biến thành kẻ bất trị, từ trộm cắp, đánh nhau, thu tiền bảo kê, không chuyện tệ hại nào không làm lo cho tương lai của con cha dư tội dùng hết tiền bạc chạy cho hắn vào trường cảnh sát mong con thành người tử tế dư tội càng lớn càng hiểu chuyện biết cha mình nuôi mình không dễ hắn chỉ có một ước mơ nhỏ bé được về quê làm cảnh sát để bảo kê cho cha bán hoa quả ngày tốt nghiệp sắp tới gần dư tội vô ý đắc tội với hoa khôi trường cảnh sát rắc rối kéo tới ngay hôm đó khi dư tội bị một đám người đột nhập vào trường tấn công bằng vào thủ đoạn ranh ma dư tội không những thoát được mà còn truy ra nguồn gốc của chúng, dẫn theo đám anh em được gọi là 13 con sâu hại đánh cho những kẻ này nhập viện. Sự việc bị trường phát hiện, 13 con sâu hại đối diện với nguy cơ đuổi học, đây cũng trở thành bước ngoặt cuộc đời của dư tội. Vẫn là thường thư hân và thể loại đô thị, hiện thực bách thái, bút lực vẫn không xuống dốc, hiện tác có 4 bộ, mỗi bộ là mỗi trải nghiệm khác, cảm xúc khác chứ không trùng lập, anh em tha hồ quẩy nha.